Những thực phẩm bổ sung collagen dồi dào cho cơ thể, giúp trẻ hóa căng bóng làn da. 1. Nước hầm xương. Nước hầm xương là nước ninh xương động vật trong nước. Bổ sung các món từ nước hầm xương trong thực đơn hàng ngày được cho là cách cung cấp collagen tự nhiên cho cơ thể rất hiệu quả. 2. Thực phẩm giàu omega 3. Các loại thực phẩm giàu omega 3 này có tác dụng ngăn sự mất nước trên da, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, giúp ức chế nguy cơ lão hóa rất hiệu quả. 3. Thịt gà. Thịt gà có hàm lượng chất béo không bão hòa ít hơn so với thịt heo và thịt bò, rất thích hợp cho người muốn giảm béo. 4. Động vật có vỏ. Các loài động vật có vỏ có xương và dây chằng rất giàu collagen. Đa số các loại collagen từ động vật biển là dễ hấp thụ nhất. 5. Quả mọng. Mặc dù không chứa hàm lượng vitamin C dồi dào như các loại quả múi, nhưng quả mọng lại là nguồn tuyệt vời khác giúp cung cấp anhazanin. OPC có tác dụng đặc biệt trong việc làm trẻ hóa da. 6. Trái cây có múi chứa nhiều vitamin C. Các loại trái cây có múi như cam, chanh, quýt, bưởi chứa rất nhiều vitamin C. Đây là một chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, tăng cường và cải thiện sức khỏe da. 7. Rau có màu xanh đậm. Một chế độ ăn uống lành mạnh luôn được khuyến khích với nhiều rau xanh. Các loại rau có màu xanh đậm cũng mang lại nhiều lợi ích về mặt thẩm mỹ. 8. Lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng rất giàu dưỡng chất, đặc biệt là chứa hàm lượng lớn proline, một trong những loại amino acid quan trọng, cũng đóng góp vào quá trình sản sinh collagen trong cơ thể. 9. Các loại đậu. Đậu là loại thực phẩm giàu protein và các acid amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Bên cạnh đó, nhiều loại còn cung cấp khoáng chất như đồng, kẽm rất cần thiết để sản xuất collagen. 10. Hạt điều. Hạt điều có rất nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, carbon hydrate, lipid, các khoáng chất như phốt pho, canxi, magie, sắt, kẽm, đồng. Đây đều là những chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo collagen.